Sáng nay, tại tiền sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. Tại triển lãm trưng bày 50 tranh mỹ thuật và tranh cổ động với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, vẻ đẹp văn hóa, con người và thiên nhiên trên quê hương cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến. Các tác phẩm đa dạng về ngôn ngữ, mỹ thuật, phong cách và bút pháp nghệ thuật tạo nên một bức tranh tổng quan về mùa xuân tươi đẹp, ấm áp và đầy sức sống mới của tỉnh Ninh Bình sau 30 năm tái lập. Thông qua đó, các nghệ sĩ mong muốn truyền tải nét trẻ trung tươi tắn, ẩn chứa niềm vui, sự hân hoan của người dân về sự đổi thay đi lên của các vùng quê nông thôn mới. Đồng thời gửi gắm những ước vọng về một mùa xuân an lành, một năm mới Nhâm Dần với những thành công mới cho quê hương, đất nước, dân tộc. Triển lãm diễn ra từ ngày 27 tháng 1 đến hết ngày 27 tháng 2 năm 2022.